Xin chào các bạn, hôm nay Hitech Amazing giới thiệu tới các bạn quá trình thi công cách nhiệt dưới vì kèo cho các loại mái. Cách nhiệt này cũng có thể được sử dụng cho mái bằng tấm nhựa. Điểm đặc biệt của vật liệu cách nhiệt của chúng tôi là có tác dụng cách nhiệt rất tốt. Với cùng độ hiệu quả nhưng vật liệu cách nhiệt của chúng tôi có thể mỏng hơn 8-10 cm. Một ưu điểm lớn nữa là chống nóng mùa hè của chúng tôi. Con số này cao gấp đôi, ví dụ như bông khoáng, lớp cách nhiệt 20cm tương ứng với bông khoáng 40cm. Vật liệu cách nhiệt của chúng tôi không thải ra bất kỳ bụi mịn hoặc chất ô nhiễm nào và tất nhiên không gây ngứa trong quá trình xử lý. Tóm lại những ưu điểm vật liệu chính của vật liệu cách nhiệt của chúng tôi. Hiệu quả cách nhiệt rất cao, bảo vệ chống nóng mùa hè tốt nhất, không thấm nước, không hút ẩm, không có chất ô nhiễm hoặc bụi mịn, thích hợp cho người bị dị ứng, không phát triển nấm mốc, không bị mục nát trong suốt quá trình sử dụng, tự lắp ráp đơn giản, sạch sẽ và nhanh chóng. Không cần phim cản hơi, chỉ với lớp cách nhiệt dưới vì kèo. Không cần kết cấu phụ đối với cấp cách nhiệt thứ hai. Rất kín gió, tuổi thọ ít nhất 50 năm. 100% vật liệu sử dụng có thể tái chế và tái sử dụng. Vật liệu cách nhiệt của chúng tôi có khả năng chống cháy và đáp ứng tất cả các yêu cầu chống cháy cho các ngôi nhà. Đây là quy trình lắp đặt hệ thống cách nhiệt từ ngoài. Điều đầu tiên cần làm là bảo vệ sàn nhà và các khe hở khác. Ở đây bạn có thể thấy các tấm thảm được trải ra để bảo vệ. Kiểm tra lớp vữa ngoài có còn tốt không, nếu không thì cần phải loại bỏ. Tiếp theo, sẽ quét một lớp sơn lót cho bức tường này, mục đích là để ổn định bề mặt tường và giúp tăng độ bám dính. Sử dụng vữa chuyên dụng để gắn các tấm cách nhiệt lên tường. Làm phẳng lại bề mặt của tấm cách nhiệt để chuẩn bị chát phủ lớp vữa bên ngoài. Sử dụng thêm các tấm lưới bằng sợi thủy tinh để ngăn ngừa các vết nứt chân tóc sau này và giúp bức tường có khả năng chống chọi tốt hơn với thời tiết khắc nghiệt. Tiếp theo là cách thi công bề mặt tường bằng phương pháp dán gạch. Đây là phương pháp để thi công những bề mặt tường trang trí có yêu cầu độ chính xác và thẩm mỹ cao. Ưu điểm của phương pháp này là đơn giản, dễ thi công và tính thẩm mỹ cao, cũng như tiết kiệm được thời gian thi công. Trong video này, bạn sẽ được hướng dẫn từng bước trong quá trình lắp tấm ốp bên ngoài Fortex từ Freeform, có sẵn trong một số tùy chọn màu sắc như bạn có thể thấy trong video, rất dễ thi công.
Có lẽ đây là phương pháp thi công đơn giản nhất mà ai cũng có thể dễ dàng làm được. Giống như kiểu dùng xốp dán tường vậy, chỉ cần chọn màu sắc mà bạn thích, cắt ra cho phù hợp với kích thước bức tường và dùng keo dán chúng lên. Rất nhanh gọn và chi phí cũng hợp lý, phù hợp cho các bạn thích tự tay để cố tổ ấm của mình.